Xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay lại Di Động Hưng Phúc nha. Tiếp tục clip hôm nay thì anh em tiếp tục máy cho anh em sưu tầm nha. Số điện thoại đặt hàng bên mình là 0355 356 356. Quy định mua máy thì anh em gọi điện thoại trực tiếp tới số điện thoại đó nha. Xong rồi cọc trước 50.000 Viettel cho những máy dưới 1 triệu, còn những máy trên 1 triệu thì anh em vui lòng cọc 100.000 Viettel. Nhấn mình họ tên địa chỉ cùng với mã số thẻ cào và mình sẽ ship hàng cho anh em nha. Tiền cọc thì anh em trừ vào tiền máy lúc anh em nhận được hàng. Đó, các máy gửi tới thì anh em cứ vô tư kiểm tra thoải mái nha. Mình thì có ship code toàn quốc, tỉnh nào cũng chơi được nha anh em. Anh em nào mà tin tưởng mà chuyển khoản thành á thì mình bao ship. Còn anh em nào mà cọc tiền á thì anh em cộng thêm phí ship cho mình là 35 tới 40 ngàn tùy theo địa phương nha anh em. Rồi, không dâm dài ha, tiếp tục clip hôm nay. Giới thiệu anh em, đầu tiên là con Vivo V3. Con này cấu hình rất là ok nha, RAM 3, bộ nhớ 32. Màn hình 5 inch, pin con này là 2500 nha, vỏ thì 6. Đó. Vỏ 6 thêm 5 tháng rồi. Không có đẹp nha. Màn thì đẹp ok luôn, đại dáng cực lực cho anh em. Mua về chỉ được xài Vivo V3. Đó. Chức năng rất ok nha. Cấu hình wifi các kiểu ok luôn. Đó. Vivo V3. RAM 3 bộ nhớ 32. Màn đẹp, vỏ 6. Đó. Bán nhanh cho anh em luôn, giá con này là đến em 750 thôi. 750k kèm sạc và kính đại dáng cho anh em rồi nha. Cọc trước 50.000 Viettel ship cho anh em luôn. Tiếp theo con thứ hai là con G2 Dream. Con này mấy con Dream nè, vỏ hơi xước xước. Đó. G2 Dream ra cũng lâu rồi nhưng mà xài con rất là chuẩn nha. Màn hình con này là 5 inch, RAM 1.5 GB, bộ nhớ 8. Đó, pin 2400. Kính cường lực đây đã cũ rồi. Tí mình sẽ dán lại miếng mới cho anh em. Anh em nào đặt hàng cứ alo cho mình. Số thoại 0355 356 356 nha. Đó, chức năng ok hết ha. Đó, con này cọc 50.000 Viettel là gửi nha anh em. Để anh em giá con này là 690.000 nha. 690k, máy full chức năng. Đó, xài rất chuẩn nha. G2 Dream nha anh em. Đó, vỏ thì xuất sắc nha, máy riêng nguyên. Anh em đặt hàng cứ alo nha. Tiếp theo, con máy thứ ba là con Oppo Neo 7. Con này là màn hình 5 inch, RAM 2 16, pin 2400, máy nội địa nha anh em. Máy nội địa nên là RAM 2 16 nha. Đó. Kính đại dáng cường lực cho anh em rồi. Máy sáng đẹp nha. Máy cực đẹp luôn. Kính đẹp. Đó. Wi-Fi cực mạnh. Máy dòng Oppo thì anh em biết rồi. Máy này thì nghe gọi giải trí nhẹ nhẹ nha anh em. Đây, RAM 2 16. Con này để anh em giá con này là 790.000 nha. 790k kèm sạc dán kính cho anh em luôn. Tiếp theo là mình có một con Oppo A5s. Con này thì vỏ có xuất sắc nhẹ nha. Đây, trên góc đây. Chắc không do dán keo mà anh dán vừa anh cắt nó hơi trời. Cái đoạn đây. Còn lưng sau thấy có vẻ đẹp nha. Đó. Oppo A5s máy riêng. Kính thì có vài cọng lông chuột nhẹ nhẹ. Còn đẹp nha. Đó. Đẹp này. Gần như không xuất sắc mấy đâu. Mấy ok. Con này màn hình 6.2 nha anh em. Màn hình 6.2 nha anh em. RAM 3, bộ nhớ 32, pin 4230. Nói chung là pin còn ok. Pin này pin dung lượng lớn. Sườn có xước sát nha anh em. Đây. Cái góc thì có xước sát. Anh em cứ xem kỹ clip nha trước khi đặt hàng. Kính đẹp nha. Kính thì màn hình riêng rất là ok. A5s Oppo. A5s RAM 332. Rồi, con này ra đi cho anh em giá 1.800.000 nha. 1.800.000 nha anh em. Kèm sạc và dán kính lại cho anh em luôn. Máy cũng còn đẹp tầm 96 97. Tiếp theo là một con Oppo F5. Oppo F5 màn hình 6 inch. RAM 4, bộ nhớ 32, pin con này là 3200. Đó, màn đã dán cực lực cho anh em rồi. Rồi anh em chỉ việc bỏ sim hoặc là xài thôi nha. Wi-Fi F5 RAM 432, chức năng ok, màn đẹp, sườn này nè coi kỹ luôn nha, khỏi mấy công lanh tanh, vỏ sau thì có xước sát nhẹ nhẹ, đây sườn này có xước sát nha. Mấy cũ thì không thể tránh khỏi được, nếu mình chưa thay cái vỏ thì không thể tránh khỏi xước sát, anh em cứ coi kỹ. Rồi, con F5 này để lên giá 1.700.000 nha. 1.700.000 thôi nha anh em, kèm sạc này dán kính luôn cho anh em rồi. Tiếp theo là con G737 Samsung máy hàng, một sim. Máy đẹp tầm 9798. Đó, sườn anh em thấy đã không? Keng nha. Đó.
xương kính đẹp can sà beng luôn. Nói chung con này đánh giá kính là 98.9 nha. Xương vỏ thì cũng có xíu sát nhẹ thôi, 97 thôi. G737 mà hình 5.5, RAM 3 bộ nhớ 32, pin 3.500 nha. Chức năng thì khỏi phải chê. Con này là máy nguyên riêng rồi. Wi-Fi Galaxy Wipe 3, nó là G737. Con này ra đi cho anh em giá 1930, kèm sạc dán kính lại cho anh em đầy đủ ha. 1.930.000. Tiếp theo là một con Huawei Fullbox Y9. Máy đẹp kem. Máy là máy dạng thanh lý anh em. Cục sạc cấp cáp tai nghe. Máy Fullbox luôn cho anh em. Đó, Fullbox thì anh em biết rồi, đẹp, con này đẹp tầm 98.9 nha, trưng bày. Nên ghi góc dưới là có hai vết xước nhẹ. Còn là 99% luôn. Đó, máy như này ha, Huawei Y9. Con này RAM 4, bộ nhớ 64, màn hình 6.5, pin thì 4.000. Và ra đi cho anh em giá 2.6 nha. 2.6 máy full box luôn. Đẹp 99, anh em cần thì alo. 2.6 full box. Tiếp theo là con Samsung A70, còn có một con A70 nha. Con này nếp sau riêng nguyên. Có xuất sắc 2 năm tháng sử dụng. A70 màn hình 6.7, RAM 6, bộ nhớ 128, pin 4.500. Con này nói chung là sườn con đẹp. Nó tróc tróc bên da nhẹ nhẹ. Đây, máy góc này tróc bên da nhẹ nhẹ. Còn nói chung là đẹp nha. Kính thì lông mèo cực nhẹ luôn, đẹp keng luôn. Lông mèo cực nhẹ nha. Đó, màn hiển thị sắc nét. Chức năng là ok. A70 Samsung. Nói chung kính đẹp, lưng có xước xước nhẹ nhẹ. Đó, như clip mình quay ha. RAM 628 nha anh em, xài rất sướng nha. Con này để anh em giá 4 triệu tròn. 4 triệu tròn nguyên riêng từ ATA luôn. 4 triệu nha. Tiếp theo là một con 6S 16GB. Coi test coi, con này pin yếu nha. Báo trước cho anh em, anh em nào thích thay pin thì thêm 200.000. Pin tình trạng đã bảo trì 70%. Còn xài đỡ thôi, pin không được mạnh. Anh em nào thích mình báo trước trong clip rồi. Anh em nào thích thì thay, còn không thích thì để xài nha, mình bán giá rẻ thôi. Màn thì có một hai đốm phản quang nhẹ, không có thấy đâu, nhưng mà soi kỹ thì thấy trên góc thôi, không đáng kể. Máy sạch nha, không ai lao liếc gì hết. Nói chung là full quốc tế. Đây, vân tay đều các kiểu đầy đủ. Vỏ thì nguyên zin, có xước sát nhẹ nhẹ. Đó, máy đẹp. Nói chung là máy 6S mà giữ tới thời điểm này này quá là ok rồi anh em. 16GB pin yếu. Con này ra đi nhanh cho anh em luôn, giá 1.900.000 nha. 1850 thôi, không cần phải 1.900.000, 1850. 6S. Anh em nào còn thì hú. Quá bèo cho anh em rồi. Nói trước cho anh em là pin yếu. Đó, anh em nào thích thì ấy nha. Màn ring vỏ ring. Kính không xước luôn nha. Giá 185. 185 kèm sạc dán kính cho anh em đều. Bán giá lâu lâu, bán giá rẻ cho anh em chơi vui. Tiếp theo là một con Samsung A50s màu trắng, vỏ sao hơi xước, máy nguyên zin. Vỏ sao xước sát nha. Còn kính trước thì bao đẹp cho anh em rồi. Kính trước này, còn guarantee này. Đó. Máy xoay gương luôn nha. Nói chung là kính trước bao đẹp. Sao thì anh em dán keo nhám lại là quá ok luôn, chả vấn đề gì. Nhưng mà có xước mình có nói nó xước rõ ràng cho anh em khỏi phải lên tên. Cái này thì sườn nha. Sườn nó xước sát nha. A50s RAM 4 bộ nhớ 64, màn hình 6.4, pin 4.000. Đó, máy thì nguyên zin. Chạy rất sướng. A50s RAM 4 bộ nhớ 64GB. Mọi chức năng full. Wi-Fi các kiểu ok, máy đẹp. Chỉ có lưng xuyên xước thôi, còn kính này keng sờ beng. Con này để anh em giá 3.3 triệu. Kèm sạc và sự dán kính cường lực lại cho anh em. Tiếp theo là mình có một con Samsung A750. Kính đẹp nha, lưng sau đẹp. Màn trước đã dán cường lực cho anh em. Con này thay màn, có sao nói vậy nha. Con này thay màn vỏ ring. Vỏ ring nè. Bán giá rẻ cho anh em. A750 RAM 4 bộ nhớ 64, màn hình 6 inch, pin 3.300. Thay màn nhưng mà rất sáng đẹp nha, không vấn đề hết nha. Chức năng test sơ wifi cũng như là cấu hình máy giới thiệu cho anh em luôn. A7 218 RAM 464. Con này thay màn nên là vỏ hơi xước, bán rẻ cho anh em luôn, giá 2.2 triệu nha anh em, kèm sạc và dán cực lực lại cho anh em. Ok nha, một con duy nhất.
Tiếp theo là một con 6S Lock 64GB, máy riêng đẹp. Con này để mình coi pin nó còn bao nhiêu phần trăm. Pin con này là 84, còn rất mạnh nha. 6S Lock không bao sim ghép, anh em về tự xử nha. Đó, máy cũng còn rất là đẹp, kèm bóp lưng cho anh em luôn. Đó, lưng sau còn đẹp này, kính đẹp. Nói chung con này đẹp tầm 98-99. 64GB, máy lock, để anh em giá 1.9 triệu. 1.9 triệu nha, kèm sạc dán kính cho anh em luôn. Rồi, tiếp theo là một con G8 vàng, G8 màu vàng gold. Vỏ xe có xuất sắc, kính nguyên zin, màng zin, kính đẹp tầm 9798. 9798 nha. G8 màn hình 6 inch. Màn hình 6 inch, RAM 332, pin 3500. Samsung G8, máy nguyên riêng nha anh em, xài rất mượt nha. Máy riêng nguyên luôn, kính camera thì có xước xước nhẹ nhẹ thôi. Đó, còn lại nó ok luôn. Con này ra đi cho anh em giá 1.7 triệu thôi. 1.7 triệu nha, kèm sạc dán ngược lại cho anh em luôn. G8, 1.7 triệu. Tiếp theo là một con Samsung A6 Plus màu gold. Máy vỏ còn đẹp nha, có xước xác cắn nhẹ nhẹ thôi, còn rất là đẹp. Con này màn hình 6 inch, RAM 432, pin 3500 nha. Máy ok luôn, kính đẹp keo sàng luôn. A6 Plus ok, con này đến giá 2.4 triệu, kèm sạc và dán cái lực cho anh em luôn trước khi gửi máy. Rồi, clip này tối nay xin tạm dừng tại đây. Thân ái chào cả nhà nha, chúc anh em sức khỏe và thành công. Nhớ bấm được đăng ký kênh để đón xem những clip mới từ kênh mình nha anh em. Chào cả nhà.